Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc camera hành trình hai ống kính có tích hợp chip GPS R310. Đây là chiếc camera tích hợp hai cái camera giúp bạn quay được không gian phía trước và không gian ở bên trong xe. Ngoài ra thì sẽ tích hợp chip GPS giúp các bạn biết được cái video đấy được quay ở vị trí nào. Đây là thông số của cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đầu gói chúng ta có cái này là cái tổ sạc cấp nguồn cho camera. Đây là cái giá đỡ gắn kính lái và tích hợp cái chip GPS. Đây là chip GPS giúp các bạn xác định vị trí của camera. Cái đầu này để các bạn cắm vào cái R310. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và chiếc camera của chúng ta. Về cấu tạo chúng ta sẽ có hai ống kính này có thể xoay được. Đây là ống kính gì ạ? Phía trước này còn có thể xoay được. Một cái ống kính này có tích hợp đèn trợ sáng này phía trong xe. Hoặc các bạn có thể quay cả hai cái đằng trước cũng được, tùy, các bạn có thể điều chỉnh rất là linh hoạt. Đây là phần để gắn giá đỡ. Chúng ta có lỗ cắm điện chip GPS. Đây là cái cắm thẻ nhớ và đây là đầu cắm nguồn. Đây là các cái nút bấm điều khiển. Nó sẽ bật nguồn lên. Sau khi khởi động thì trên màn hình sẽ hiển thị cái khung nhìn của hai chiếc camera này. Chúng ta thấy là chúng ta có thể xoay cái camera này, đúng không ạ? Để xác định cái vị trí video. Đây đều là camera góc rộng. Và chúng ta có thể điều chỉnh được phần hiển thị bằng cách bấm đây. Đây là hiển thị từng cái một. Hoặc là hiển thị cả hai, đúng không ạ? Còn trên này là cái nút để các bạn gì ạ? Lưu lại những cái đoạn phim quan trọng. Chúng ta sẽ bấm vào menu để xem các tính năng. Đây là chế độ ghi này. Chúng ta có thể chọn là ghi cả hai kênh một lúc hay là chỉ kênh nào. Rồi nữa là điều chỉnh thời gian. Điều chỉnh thời gian, format thẻ nhớ, điều chỉnh âm thanh. Rồi ngôn ngữ, điều chỉnh G-sensor, tần số, đúng không? Đây là cảm biến rung động. Đây là chiếc camera có tích hợp chip GPS. Khi bạn cắm này vào đây thì là cái chip GPS sẽ được kích hoạt và nó sẽ diện, nó sẽ ghi lại cái tọa độ hành trình của bạn. Nhờ cái chip GPS chúng ta có thể xác định được vị trí của đoạn phim được quay lại. Ngoài ra chúng ta có thể xác định được cái vận tốc tham khảo khi cái đoạn phim đó được quay, rất là tiện dụng. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc camera hành trình GPS có tích hợp hai ống kính quay 360 độ, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.